Rất vui nhìn thấy các bạn trở lại kênh Cây Phong Ba. Chào các em học sinh lớp 12. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em làm bài tập lịch sử lớp 12, bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi 1953-1954. Trước khi đi vào phần làm bài tập, cô sẽ tóm tắt lại nội dung của bài 20. Sau 8 năm tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp ngày càng bị xa lầy. Đế quốc Mỹ can thiệp ngày càng sâu vào chiến tranh ở Đông Dương. Tháng 5 năm 1953, Pháp-Mỹ đề ra kế hoạch Nava với hy vọng trong vòng 18 tháng sẽ giành lấy một chiến thắng quân sự quyết định để kết thúc chiến tranh trong danh dự. Tháng 9 năm 1953, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam họp ở Việt Bắc bàn về kế hoạch quân sự trong đông xuân 1953-1954. Thực hiện kế hoạch quân sự này, Bộ đội Việt Nam đã phối hợp với Bộ đội Ba Thác Lào mở các chiến dịch tiến công trong đông xuân 1953-1954, buộc thực dân Pháp phải phân tán thành 5 vị trí đóng quân. Kế hoạch Nava bước 1 bị phá sản. Nava chuyển sang chọn Điện Biên Phủ, xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương với 49 cứ điểm, chia thành 3 phân khu. Lực lượng của quân Pháp ở đây lúc cao điểm lên đến 16.200 quân, 2/3 quân tập trung ở phân khu trung tâm. Tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam họp thông qua kế hoạch tác chiến của Bộ Tổng Tư lệnh và quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Mục tiêu của chiến dịch là tiêu diệt lực lượng quân Pháp ở Điện Biên Phủ, giải phóng vùng Tây Bắc và tạo điều kiện để giải phóng Bắc Lào. Cuộc tiến công của Bộ đội Việt Nam ở Điện Biên Phủ được chia thành 3 đợt, bắt đầu từ ngày 13 tháng 3 năm 1954 và kết thúc vào ngày 7 tháng 5 năm 1954. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava của Pháp Mỹ, tạo điều kiện để Việt Nam giành thắng lợi trong đấu tranh ngoại giao. Ngày 21 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết, chiến tranh chấm dứt ở Đông Dương. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam kết thúc thắng lợi. Để xem lại bài giảng chi tiết, các em có thể vào danh sách phát bài giảng lịch sử lớp 12 trong kênh này, sau đó các em tìm bài mình muốn xem, hoặc các em có thể vào trực tiếp bài giảng bằng đường link cô đặt bên dưới video này. Bây giờ, cô mời các em nhìn lên màn hình, chúng ta bắt đầu làm bài tập bài 20. Mời các em. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm bài tập bài 20. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi 1953-1954. Câu số 1. Bước sang năm 1953, thái độ của Pháp về cuộc chiến tranh ở Đông Dương có gì thay đổi? A. Muốn kết thúc nhanh cuộc chiến tranh. B. Muốn trì hoãn việc đàm phán hòa bình. C. Muốn rút khỏi cuộc chiến tranh trong danh dự. D. Muốn kéo dài cuộc chiến tranh. Bốn thông tin đưa ra cho chúng ta xem xét và chọn lựa thì chúng ta thấy rằng sau 8 năm tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp bị tổn thất nặng nề. Bước sang năm 1953, Pháp đề ra kế hoạch Nava với hy vọng trong vòng 18 tháng sẽ giành lấy một thắng lợi quyết định để kết thúc chiến tranh trong danh dự. Vì vậy, các em chọn đáp án C, muốn rút khỏi cuộc chiến trong danh dự. Chúng ta qua câu số 2. Kế hoạch Nava năm 1953 được đề ra với hy vọng sẽ giành thắng lợi quyết định trong bao lâu? A. 12 tháng. B. 16 tháng. C. 18 tháng. D. 20 tháng. Bốn thông tin đưa ra cho chúng ta xem xét và chọn lựa thì chúng ta thấy rằng năm 1953, Pháp đề ra kế hoạch Nava với hy vọng trong vòng 18 tháng sẽ giành lấy một thắng lợi quyết định để kết thúc chiến tranh trong danh dự. Vì vậy, các em chọn đáp án C, 18 tháng. Chúng ta qua câu số 3. Khó khăn lớn nhất của thực dân Pháp trên chiến trường Đông Dương từ năm 1953 là A. Thiếu hẳn một lực lượng cơ động mạnh để đối phó với các cuộc tiến công của quân ta. B. Mỹ không còn viện trợ cho cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương của Pháp. C. Thiếu một vị chỉ huy giỏi, trung thành với lợi ích của nước Pháp. D. Quân Pháp không còn khả năng đánh trả quân đội Việt Nam. Bốn thông tin đưa ra cho chúng ta phân tích và chọn lựa thì chúng ta thấy rằng khó khăn lớn nhất của quân Pháp trên chiến trường Đông Dương từ năm 1953 là thiếu hẳn một lực lượng cơ động mạnh để đối phó với các cuộc tiến công mới của quân ta.
Vì vậy, các em chọn đáp án A. Chúng ta qua câu số 4. Nhận định nào dưới đây không đúng về kế hoạch Nava năm 1953 của thực dân Pháp? Các em chú ý là nhận định không đúng về kế hoạch Nava nha. Trong đó chúng ta có các phương án để xem xét và chọn lựa nè. A. Là nỗ lực cao nhất của quân Pháp với sự giúp đỡ của Mỹ. B. Phản ánh sự lệ thuộc sâu sắc của Pháp vào Mỹ trong cuộc chiến tranh Đông Dương. C. Thể hiện tính chủ quan của quân Pháp khi không giải quyết được mâu thuẫn giữa vấn đề tập trung và phân tán. D. Khẳng định quân Pháp đã giành được thế chủ động trên toàn chiến trường. Bốn thông tin đưa ra cho ta xem xét và chọn lựa thì chúng ta thấy rằng kế hoạch Nava năm 1953 của thực dân Pháp được thực hiện khi Pháp mất thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ. Do đó kế hoạch này không khẳng định quân Pháp đã giành được thế chủ động trên toàn chiến trường. Vì vậy, các em chọn đáp án D. Đây là nhận định không đúng về kế hoạch Nava. Chúng ta qua câu số 5. Trong bước thứ nhất của kế hoạch Nava, Pháp tập trung giữ thế phòng ngự chiến lược ở đâu? A. Bắc Bộ, Trung Bộ. B. Bắc Bộ. C. Nam Bộ, Trung Bộ. D. Nam Bộ. Bốn thông tin đưa ra cho chúng ta xem xét và chọn lựa thì chúng ta thấy rằng trong bước thứ nhất của kế hoạch Nava, Pháp tập trung giữ thế phòng ngự chiến lược ở Bắc Bộ, tiến công chiến lược ở miền Trung và Nam Đông Dương. Vì vậy, các em chọn đáp án B, Bắc Bộ. Chúng ta qua câu số 6. Bước vào Đông Xuân 1953-1954, âm mưu của Pháp Mỹ là A. Giành một thắng lợi quyết định để kết thúc chiến tranh trong danh dự. B. Giành lấy một thắng lợi quân sự để tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. C. Giành lại quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ. D. Giành thắng lợi quân sự để nâng cao vị thế của nước Pháp trên thế giới. Phân tích bốn thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng bước vào Đông Xuân 1953-1954, âm mưu của Pháp Mỹ là giành một thắng lợi quyết định để kết thúc chiến tranh trong danh dự. Vì vậy, các em chọn đáp án A. Chúng ta qua câu số 7. Phương hướng chiến lược của ta trong Đông Xuân 1953-1954 là A. Đánh về đồng bằng, nơi Pháp tập trung binh lực để chiếm giữ. B. Đánh vào các căn cứ của Pháp, vùng rừng núi, nơi quân ta có thể phát huy ưu thế tác chiến. C. Đánh vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu. D. Đánh vào những vị trí chiến lược mà địch tương đối yếu ở Việt Nam. Phân tích bốn thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng phương hướng chiến lược của ta trong Đông Xuân 1953-1954 là tập trung lực lượng đánh vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu. Vì vậy, các em chọn đáp án C. Chúng ta qua câu số 8. Trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, ta đã buộc địch phải phân tán binh lực ở những địa điểm dưới đây. A. Điện Biên Phủ, Seno, Luang Prabang, Mường Sài, Pleiku. B. Điện Biên Phủ, Luang Prabang, Seno, Pleiku, Lai Châu. C. Điện Biên Phủ, Mường Sài, Seno, Pleiku, Kon Tum. D. Điện Biên Phủ, Seno, Luang Prabang, Mường Sài, Kon Tum. Phân tích bốn thông tin đưa ra cho chúng ta xem xét chọn lựa thì chúng ta thấy rằng trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, ngoài đồng bằng Bắc Bộ, ta đã buộc địch phải phân tán binh lực ở Điện Biên Phủ, Seno, Luang Prabang, Mường Sài, Pleiku. Vì vậy, các em chọn đáp án A. Chúng ta qua câu số 9. Để thực hiện kế hoạch Nava từ thu đông 1953, Nava tập trung 44 tiểu đoàn cơ động ở A. Đồng bằng Bắc Bộ, B. Tây Bắc, C. Thượng Lào, D. Bắc Trung Bộ. Bốn thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng để thực hiện kế hoạch Nava từ thu đông 1953, Nava tập trung 44 tiểu đoàn cơ động ở đồng bằng Bắc Bộ. Vì vậy, các em chọn đáp án A. Chúng ta qua câu số 10. Nội dung nào không phản ánh nguyên nhân khiến Pháp biến Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất ở Đông Dương? Các em chú ý là nội dung không phản ánh nguyên nhân nha. Trong đó chúng ta có 4 phương án để chọn lựa cho thích hợp nè. A. Kế hoạch Nava trong quá trình thực hiện đã có sự điều chỉnh. B. Điện Biên Phủ trở thành điểm quyết chiến chiến lược do Pháp chủ động lựa chọn. C.
Pháp rất ý thức về vị trí chiến lược quan trọng của Điện Biên Phủ. D. Kế hoạch Nava của Pháp đã bị thất bại hoàn toàn. Bốn thông tin đưa ra cho chúng ta phân tích và chọn lựa thì chúng ta thấy rằng kế hoạch Nava của Pháp đã bị thất bại hoàn toàn không phải là nguyên nhân khiến Pháp biến Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất ở Đông Dương. Vì vậy, các em chọn đáp án D. Kế hoạch Nava của Pháp bị thất bại hoàn toàn không phản ánh nguyên nhân khiến Pháp biến Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh. Các em chọn đáp án D. Chúng ta qua câu 11. Điện Biên Phủ được tổ chức thành mấy phân khu, có bao nhiêu cứ điểm? A. 2 phân khu, 45 cứ điểm. B. 3 phân khu, 49 cứ điểm. C. 3 phân khu, 59 cứ điểm. D. 2 phân khu, 49 cứ điểm. Bốn thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng Điện Biên Phủ được tổ chức thành 3 phân khu, đó là phân khu Bắc, phân khu Trung Tâm và phân khu Nam, và có 49 cứ điểm. Vì vậy, các em chọn đáp án B, 3 phân khu, 49 cứ điểm. Chúng ta qua câu 12. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân Việt Nam đã A. đánh dấu mốc thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. B. Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava của thực dân Pháp. C. Buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán tại Geneva. D. Bước đầu làm phá sản kế hoạch Nava của thực dân Pháp. Bốn thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân Việt Nam đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava của thực dân Pháp. Vì vậy, các em chọn đáp án B. Chúng ta qua câu 13. Điểm yếu của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ do Pháp xây dựng năm 1953 là A. Nằm ở vùng lòng chảo Điện Biên, bốn bề đều có núi bao quanh, rất thuận lợi cho ta tổ chức tiến công. B. Nằm xa hậu phương của Pháp, rất dễ cô lập khi đường đổ bộ bị khống chế. C. Nằm ở địa bàn trọng yếu, cả hai bên đều quyết tâm chiếm giữ. D. Hệ thống công sự không có địa hình, địa vật che chở, rất dễ bị ta tiến công khống chế. Phân tích bốn thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng điểm yếu của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ do thực dân Pháp xây dựng năm 1953 là hệ thống công sự không có địa hình, địa vật che chở, rất dễ bị ta tiến công khống chế. Vì vậy, các em chọn đáp án D. Chúng ta qua câu 14. Nội dung chủ yếu trong bước thứ nhất của kế hoạch Nava là A. Phòng ngự chiến lược ở miền Nam, tấn công chiến lược ở miền Bắc. B. Tấn công chiến lược ở hai miền Bắc Nam. C. Phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tấn công chiến lược ở miền Nam. D. Phòng ngự chiến lược ở hai miền Bắc Nam. Bốn thông tin đưa ra cho chúng ta phân tích và chọn lựa thì chúng ta nhận thấy rằng nội dung chủ yếu trong bước thứ nhất của kế hoạch Nava là phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tấn công chiến lược ở miền Nam. Vì vậy, các em chọn đáp án C. Chúng ta qua câu 15. Nội dung nào không phải là ý nghĩa của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân Việt Nam? Các em chú ý là không phải là ý nghĩa của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ nha. Trong đó có 4 thông tin cho chúng ta chọn lựa nè. A. Đập tan kế hoạch Nava và mọi ý đồ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. B. Dán một đòn quyết định vào ý chí xâm lược của Pháp. C. Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương. D. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trên phạm vi cả nước. Phân tích bốn thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trên phạm vi cả nước không phải là ý nghĩa của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân Việt Nam. Vì vậy, các em chọn đáp án D. Chúng ta qua câu 16. Nội dung nào phản ánh đúng tình hình của Pháp ở Điện Biên Phủ sau cuộc tiến công thứ hai của quân ta tháng 4 năm 1954? A. Toàn bộ phân khu Nam bị tiêu diệt. B. Sân bay Mường Thanh bị khống chế, phân khu Nam bị tiêu diệt. C. Nhiều cao điểm phía đông phân khu Trung Tâm đã bị mất, cầu tiếp viện hàng không bị khống chế. D. Phân khu Bắc bị tê liệt, phân khu Nam và phân khu Trung Tâm bị bao vây chặt chẽ. Bốn thông tin đưa ra cho chúng ta phân tích và chọn lựa thì chúng ta thấy rằng sau cuộc tiến công thứ hai của quân ta tháng 4 năm 1954,
Phân khu Bắc của Pháp ở Điện Biên Phủ bị tê liệt, phân khu Nam và phân khu Trung Tâm bị bao vây chặt chẽ. Vì vậy, các em chọn đáp án D. Chúng ta qua câu 17. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân dân Việt Nam năm 1945-1954 kết thúc bằng sự kiện A. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 giành thắng lợi. B. Chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950 giành thắng lợi. C. Hiệp định Genève về Đông Dương được ký kết ngày 21 tháng 7 năm 1954. D. Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 giành thắng lợi. Phân tích 4 thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam 1945-1954 kết thúc bằng sự kiện Hiệp định Geneva về Đông Dương được ký kết vào ngày 21 tháng 7 năm 1954. Vì vậy, các em chọn đáp án C. Chúng ta qua câu 18. Thắng lợi nào dưới đây đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava của thực dân Pháp? A. Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954. B. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. C. Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương được ký kết. D. Chiến thắng Bắc Tây Nguyên tháng 2 năm 1954. Bốn thông tin đưa ra cho chúng ta xem xét và chọn lựa thì chúng ta thấy rằng chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava của thực dân Pháp. Vì vậy, các em chọn đáp án B. Chúng ta qua câu 19. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 3 năm 1954, quân ta tiến công và tiêu diệt địch ở A. Cụm cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc. B. Các cứ điểm phía đông phân khu trung tâm. C. Toàn bộ phân khu trung tâm. D. Toàn bộ phân khu nam. Bốn thông tin đưa ra cho chúng ta xem xét và chọn lựa thì chúng ta thấy rằng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 3 năm 1954, quân ta tiến công và tiêu diệt địch ở cụm cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc. Vì vậy, các em chọn đáp án A. Chúng ta qua câu 20. Năm 1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm A. Tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào. B. Tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Hạ Lào. C. Tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Thượng Lào. D. Tiêu diệt sinh lực địch, tạo điều kiện giải phóng Việt Bắc. Phân tích 4 thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng năm 1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện để giải phóng Bắc Lào. Vì vậy, các em chọn đáp án A. Chúng ta qua câu 21. Câu 21. Ai là trưởng đoàn đại biểu Việt Nam đến dự hội nghị Geneva năm 1954 về Đông Dương? A. Nguyễn Duy Trinh. B. Phạm Văn Đồng. C. Xuân Thủy. D. Nguyễn Thị Bình. Bốn thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng Phạm Văn Đồng là trưởng đoàn đại biểu Việt Nam đến dự hội nghị Geneva năm 1954 về Đông Dương. Vì vậy, các em chọn đáp án B. Phạm Văn Đồng. Chúng ta sang câu 22. Quyền dân tộc cơ bản mà nhân dân Việt Nam được ghi nhận trong nội dung Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương là A. Quyền tự chủ, dân tộc tự quyết, toàn vẹn lãnh thổ. B. Độc lập chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ. C. Độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. D. Độc lập thống nhất, quyền tự quyết và quyền bình đẳng. Phân tích 4 thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng quyền dân tộc cơ bản mà nhân dân Việt Nam được ghi nhận trong nội dung Hiệp định Geneva là độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Vì vậy, các em chọn đáp án C. Chúng ta qua câu 23. Theo Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương, Việt Nam sẽ thống nhất đất nước bằng con đường A. Tổng tuyển cử tự do trong cả nước dưới sự giám sát của một ủy ban quốc tế. B. Thỏa thuận giữa chính quyền hai bên để sáp nhập hai miền sau khi Pháp rút hết. C. Trưng cầu dân ý hai miền để xác định việc thống nhất sẽ diễn ra bằng hình thức nào. D. Trưng cầu ý kiến của nhân dân Nam Bộ để xác định tương lai của miền Nam Việt Nam.
Phân tích bốn thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng theo Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương, Việt Nam sẽ thống nhất đất nước bằng con đường tổng tuyển cử tự do trong cả nước dưới sự giám sát của một ủy ban quốc tế. Vì vậy, các em chọn đáp án A. Chúng ta qua câu 24. Ủy ban quốc tế giám sát việc thi hành Hiệp định Geneva ở Việt Nam bao gồm những nước nào? A. Indonesia, Ấn Độ, Ba Lan. B. Indonesia, Ấn Độ, Canada. C. Canada, Ấn Độ, Ba Lan. D. Canada, Ấn Độ, Nam Tư. Bốn thông tin đưa ra cho chúng ta phân tích và chọn lựa thì chúng ta thấy rằng Ủy ban quốc tế giám sát việc thi hành Hiệp định Geneva ở Việt Nam bao gồm Ấn Độ, Ba Lan, Canada. Vì vậy, các em chọn đáp án đúng là đáp án C. Chúng ta qua câu 25. Thắng lợi quân sự nào của quân dân Việt Nam đã làm phá sản bước đầu kế hoạch Nava? A. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. B. Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954. C. Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947. D. Chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950. Phân tích bốn thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 đã làm phá sản bước đầu kế hoạch Nava. Vì vậy, các em chọn đáp án B. Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954. Chúng ta qua câu 26. Pháp lại chấp nhận đàm phán với Việt Nam ở Hội nghị Geneva năm 1954 về Đông Dương vì A. Sức ép của Liên Xô. B. Pháp sợ Trung Quốc đưa quân sang giúp đỡ Việt Nam. C. Bị thất bại ở Điện Biên Phủ. D. Dư luận nhân dân thế giới phản đối. Bốn thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng Pháp lại chấp nhận đàm phán với Việt Nam ở Hội nghị Geneva năm 1954 về Đông Dương vì bị thất bại ở Điện Biên Phủ. Các em chọn đáp án C. Chúng ta qua câu 27. Nguyên nhân cơ bản quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954 của nhân dân Việt Nam. A. Sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. B. Truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất của dân tộc. C. Căn cứ hậu phương vững chắc và khối đoàn kết toàn dân. D. Tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương. Phân tích bốn thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng nguyên nhân cơ bản quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954 của nhân dân Việt Nam là sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy, các em chọn đáp án A. Chúng ta qua câu 28. Thắng lợi lớn nhất mà Hiệp định Geneva năm 1954 đem lại đối với nhân dân Việt Nam là A. Các bên tham chiến thực hiện ngừng bắn, lập lại hòa bình ở Việt Nam. B. Các bên tham chiến thực hiện cuộc tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực. C. Hiệp định cấm đưa quân đội và vũ khí nước ngoài vào Việt Nam. D. Các nước tham dự cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam. Phân tích bốn thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng thắng lợi lớn nhất mà Hiệp định Geneva năm 1954 đem lại đối với nhân dân Việt Nam là các nước tham dự cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam. Vì vậy, các em chọn đáp án D. Chúng ta qua câu 29. Theo Hiệp định Geneva năm 1954, lực lượng kháng chiến Lào sẽ tập kết ở A. Sầm Nưa, Viêng Chăn. B. Phong Sa Lì, Thà Khẹt. C. Sầm Nưa, Phong Sa Lì. D. Luang Pha Băng, Thà Khẹt. Bốn thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng theo Hiệp định Geneva năm 1954, lực lượng kháng chiến của Lào sẽ tập kết ở hai tỉnh Sầm Nưa và Phong Sa Lì. Vì vậy, các em chọn đáp án đúng là đáp án C, Sầm Nưa, Phong Sa Lì. Chúng ta qua câu 30. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Đông Dương 1953-1954 kết thúc bằng giải pháp A. Chính trị. B. Quân sự. C. Kinh tế. D. Văn hóa. Bốn thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Đông Dương 1953-1954 kết thúc bằng giải pháp chính trị. Đó là đàm phán và ký kết Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương. Vì vậy, các em chọn đáp án A, chính trị. Chúng ta qua câu 31.
Hạn chế của Hiệp định Geneva năm 1954 đối với Việt Nam là: A. Chưa giải phóng được vùng nào ở nước ta. B. Mới giải phóng được miền Bắc. C. Chỉ giải phóng được miền Nam. D. Chỉ giải phóng được vùng Tây Bắc. Bốn thông tin đưa ra cho chúng ta xem xét chọn lựa thì chúng ta thấy rằng hạn chế của Hiệp định Geneva năm 1954 đối với Việt Nam là mới giải phóng được miền Bắc. Cuộc đấu tranh cách mạng vẫn phải tiếp tục để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vì vậy, các em chọn đáp án B. Chúng ta qua câu 32. Điểm khác nhau về nguyên nhân thắng lợi giữa cách mạng tháng 8 năm 1945 với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954 là: A. Sự lãnh đạo sáng suốt của đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. B. Truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất của dân tộc. C. Căn cứ hậu phương vững chắc và khối đại đoàn kết toàn dân. D. Tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương. Bốn thông tin đưa ra cho chúng ta xem xét và chọn lựa thì chúng ta thấy rằng điểm khác nhau về nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 với thắng lợi của kháng chiến chống Pháp 1945-1954 là tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương. Vì vậy, các em chọn đáp án D. Chúng ta qua câu 33. Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương có tác dụng thế nào đến cách mạng Việt Nam? A. Buộc Pháp phải chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội về nước. B. Mỹ không can thiệp vào Việt Nam. C. Chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ hoàn toàn. D. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân hoàn thành trong cả nước. Phân tích bốn thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương đã buộc Pháp phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam và rút hết quân đội về nước. Các em chọn đáp án A. Chúng ta qua câu 34. Năm 1953, thực dân Pháp đề ra kế hoạch Nava nhằm: A. Kết thúc chiến tranh trong danh dự. B. Bảo vệ chính quyền bảo đại do Pháp lập ra. C. Muốn xoay chuyển cục diện chiến tranh. D. Phô trương thanh thế, tiềm lực, kinh tế. Phân tích bốn thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng năm 1953, thực dân Pháp đề ra kế hoạch Nava với hy vọng trong vòng 18 tháng giành thắng lợi quyết định để kết thúc chiến tranh trong danh dự. Vì vậy, các em chọn đáp án A. Chúng ta qua câu 35. Nội dung nào dưới đây không nằm trong Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương? Các em chú ý nha, không nằm trong cái Hiệp định Geneva. Trong đó có các phương án các em đọc xem xét kỹ để chọn lựa nè. A. Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia. B. Hai bên thực hiện ngừng bắn để giải quyết vấn đề Đông Dương bằng con đường hòa bình. C. Việt Nam sẽ thực hiện thống nhất bằng con đường tổng tuyển cử tự do, không có sự kiểm soát quốc tế. D. Trách nhiệm thi hành hiệp định thuộc về những người ký kết và những người kế tục nhiệm vụ của họ. Phân tích bốn thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương, Việt Nam sẽ thực hiện thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử dưới sự kiểm soát giám sát của một ủy ban quốc tế. Vì vậy, các em chọn đáp án C. Chúng ta qua câu 36. Nguyên tắc quan trọng của Việt Nam trong việc ký kết Hiệp định Sơ bộ 6 tháng 3 năm 1946 và Hiệp định Geneva về Đông Dương 21 tháng 7 1954 là: A. Không vi phạm chủ quyền dân tộc. B. Đảm bảo giành thắng lợi từng bước. C. Giữ vững vai trò lãnh đạo của đảng. Trong câu này thiếu mất một phương án trả lời. Tuy nhiên, chúng ta cứ làm dựa trên các phương án trả lời đã cho. Trong đó nè: A. Không vi phạm chủ quyền dân tộc. B. Đảm bảo giành thắng lợi từng bước. C. Giữ vững vai trò lãnh đạo của đảng. Phân tích bốn thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng nguyên tắc quan trọng nhất của Việt Nam trong việc ký kết Hiệp định Sơ bộ 6 tháng 3 năm 1946, Hiệp định Geneva về Đông Dương 21 tháng 7 1954, không vi phạm chủ quyền dân tộc. Vì vậy, các em chọn đáp án A. Câu 37.
Hãy sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng thứ tự thời gian xuất hiện. 1. Quân ta tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc ở Điện Biên Phủ. B. Hiệp định Geneva về Đông Dương được ký kết. C. Chính phủ Pháp cử tướng Nava sang làm tổng chỉ huy quân đội ở Đông Dương. 4. Liên quân Lào-Việt tấn công địch ở Trung Lào, uy hiếp Savannakhet và căn cứ Seno. 4 thông tin đưa ra cho chúng ta xem xét và sắp xếp thì chúng ta thấy nè. Quân ta tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc ở Điện Biên Phủ từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 3 năm 1954. 2. Hiệp định Geneva về Đông Dương được ký kết vào ngày 21 tháng 7 năm 1954. 3. Chính phủ cử tướng Nava sang làm tổng chỉ huy quân đội ở Đông Dương ngày 7 tháng 5 năm 1953. D. Liên quân Lào-Việt tiến công địch ở Trung Lào, uy hiếp Savannakhet và căn cứ Seno vào đầu tháng 12 năm 1953. Như vậy, chúng ta chọn cách sắp xếp ở phương án A, 3, 4, 1, 2. Chúng ta qua câu 38. Kế hoạch Nava mà Pháp đề ra năm 1953 được thực hiện theo A. 2 bước, B. 3 bước, C. 4 bước, D. 5 bước. 4 thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng năm 1953, Pháp đề ra kế hoạch Nava nhằm kết thúc chiến tranh trong danh dự. Kế hoạch này được thực hiện theo 2 bước. Bước 1. Trong thu đông 1953 và xuân 1954, giữ thế phòng ngự chiến lược trên chiến trường Bắc Bộ, thực hiện tiến công chiến lược để bình định miền Trung và Nam Đông Dương, giành lấy nguồn nhân lực, vật lực, xóa vùng tự do liên khu 5, đồng thời ra sức mở rộng ngụy quân, tập trung binh lực, xây dựng quân đội cơ động chiến lược mạnh. Vì vậy, các em chọn đáp án A, 2 bước. Chúng ta qua câu 39. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ta đã bắt sống được tướng A. Leclerc, B. Nava, C. De Gaulle, D. De Castries. 4 thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ta đã bắt sống được tướng De Castries. Vì vậy, các em chọn đáp án D. Chúng ta sang câu 40. Để thực hiện kế hoạch Nava, Pháp đã sử dụng bao nhiêu tiểu đoàn quân cơ động trên toàn chiến trường Đông Dương? A. 44 tiểu đoàn, B. 80 tiểu đoàn, C. 84 tiểu đoàn, D. 86 tiểu đoàn. 4 thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng để thực hiện kế hoạch Nava, Pháp đã sử dụng 84 tiểu đoàn quân cơ động trên toàn chiến trường Đông Dương. Vì vậy, các em chọn đáp án C, 84 tiểu đoàn. Chúng ta qua câu 41. Đầu năm 1953, để cứu vãn tình thế ở Đông Dương, Pháp đã đề ra kế hoạch A. Revers, B. Nava, C. Solan, D. De La Tassigny. 4 thông tin đưa ra cho chúng ta xem xét và chọn lựa thì chúng ta thấy rằng đầu năm 1953, để cứu vãn tình thế ở Đông Dương, Pháp đã đề ra kế hoạch Nava với hy vọng trong vòng 18 tháng sẽ giành lấy một thắng lợi quyết định để kết thúc chiến tranh trong danh dự. Vì vậy, các em chọn đáp án B, Nava. Chúng ta qua câu 42. Âm mưu của Pháp và Mỹ khi đề ra kế hoạch quân sự Nava năm 1953 là A. Lấy lại thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ. B. Trong vòng 18 tháng, giành thắng lợi quân sự quyết định để kết thúc chiến tranh trong danh dự. C. Giành thắng lợi quân sự để phô trương thanh thế của Pháp và Mỹ trên chiến trường quốc tế. D. Giành thắng lợi quân sự, kết thúc chiến tranh theo ý muốn. 4 thông tin đưa ra cho chúng ta phân tích và chọn lựa thì chúng ta thấy rằng âm mưu của Pháp và Mỹ khi đề ra kế hoạch quân sự Nava năm 1953 là trong vòng 18 tháng giành được thắng lợi quân sự quyết định để kết thúc chiến tranh trong danh dự. Vì vậy, các em chọn đáp án B. Chúng ta qua câu 43. Chiến thắng nào trên mặt trận quân sự quyết định đến thắng lợi trên bàn hội nghị đàm phán tại Geneva năm 1954 về Đông Dương? A. Chiến thắng biên giới 1950. B. Chiến thắng Tây Bắc 1953. C. Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954. D.
Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954. Từ bốn thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã quyết định đến thắng lợi của nhân dân ta trên bàn đàm phán tại hội nghị Geneva năm 1954 về Đông Dương. Các em sang câu 44. Nội dung nào dưới đây không phản ánh nguyên nhân khiến đảng và chính phủ chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với Pháp? Trong đó có các phương án để các em chọn lựa nè. A. Ta có đủ điều kiện để đánh địch ở Điện Biên Phủ. B. Ta cho rằng Điện Biên Phủ nằm trong kế hoạch Nava ngay từ đầu. C. Điện Biên Phủ là tập đoàn cứ điểm mạnh nhất nhưng vẫn có thể hạn chế. D. Điện Biên Phủ có vị trí chiến lược then chốt ở Đông Dương và Đông Nam Á. Từ phân tích bốn thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng ta cho rằng Điện Biên Phủ nằm trong kế hoạch Nava ngay từ đầu, không phải là nguyên nhân khiến đảng và chính phủ chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với Pháp. Vì vậy, các em chọn đáp án B. Ta cho rằng Điện Biên Phủ nằm trong kế hoạch Nava ngay từ đầu, không phản ánh nguyên nhân khiến đảng và chính phủ chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến. Các em sang câu 45. Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng tháng 9 năm 1953 đề ra kế hoạch tiến công Đông Xuân 1953-1954 với quyết tâm giữ vững quyền chủ động đánh địch trên cả hai mặt trận. A. Chính trị quân sự. B. Chính diện và sau lưng địch. C. Quân sự và ngoại giao. D. Chính trị và ngoại giao. Phân tích bốn thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng tháng 9 năm 1953 đề ra kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953-1954 với quyết tâm giữ vững quyền chủ động đánh địch trên cả hai mặt trận, chính diện và sau lưng địch. Vì vậy, các em chọn đáp án B, chính diện và sau lưng địch. Chúng ta qua câu 46. Phương châm chiến lược của ta trong Đông Xuân 1953-1954 là A. Đánh nhanh thắng nhanh. B. Đánh lâu dài. C. Đánh vào những nơi ta cho là chắc thắng. D. Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt. Đánh ăn chắc, đánh chắc thắng. Phân tích bốn thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng phương châm chiến lược của ta trong Đông Xuân 1953-1954 là tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt, đánh ăn chắc, đánh chắc thắng. Ở phương án D, tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt, đánh ăn chắc, đánh chắc thắng. Đó chính là phương châm chiến lược của ta trong Đông Xuân 1953-1954. Các em chọn đáp án D. Chúng ta qua câu 47. Khi mới triển khai kế hoạch Nava, lực lượng cơ động mạnh nhất của Pháp được tập trung tại A. Trung Du Bắc Bộ. B. Đồng bằng Bắc Bộ. C. Miền núi phía Bắc. D. Bắc Trung Bộ. Bốn thông tin đưa ra cho chúng ta phân tích và chọn lựa thì chúng ta thấy rằng khi mới triển khai kế hoạch Nava, lực lượng cơ động mạnh nhất của Pháp được tập trung tại Đồng bằng Bắc Bộ. Vì vậy, các em chọn đáp án B. Đồng bằng Bắc Bộ. Chúng ta qua câu 48. Kết quả lớn nhất của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 là A. Làm thất bại âm mưu kế hoạch đánh nhanh trong vòng 18 tháng của Pháp. B. Làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp Mỹ. C. Làm phá sản đầu kế hoạch Nava, buộc quân chủ lực của Pháp phải bị động phân tán và bị giam chân ở vùng núi. Vì vậy, các em chọn đáp án C. Chúng ta qua câu 49. Thắng lợi nào có tính quyết định trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954 của nhân dân Việt Nam là thắng lợi trên mặt trận? A. Chính trị. B. Quân sự. C. Ngoại giao. D. Kinh tế. Thắng lợi có tính chất quyết định trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954 của nhân dân Việt Nam là thắng lợi trên mặt quân sự. Thắng lợi này mở ra những khả năng trên lĩnh vực khác, tiêu biểu như chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã mở ra và tạo điều kiện cho một trận ngoại giao giành thắng lợi. Vì vậy, các em chọn đáp án B. Chúng ta qua câu 50. Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam, song chưa trọn vẹn. Vì A. Mới giải phóng được miền Bắc. B. Mới chỉ công nhận quyền tự do của Việt Nam. C.
quân đội Pháp. D. Chưa đề cập tới các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam. Phân tích 4 thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa, thì chúng ta thấy rằng Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam, song chưa trọn vẹn vì mới giải phóng được miền Bắc Việt Nam. Vì vậy, các em chọn đáp án A. Chúng ta qua câu 51. Lý do nào sau đây không đúng khi nói về nguyên nhân khiến đảng chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với thực dân Pháp? Các em chú ý nè, lý do nào không đúng khi nói về nguyên nhân nha. Như vậy chúng ta có 4 thông tin để chúng ta so sánh và chọn lựa. A. Ta cho rằng Điện Biên Phủ nằm trong kế hoạch dự định trước của Nava. B. Pháp cho rằng ta không đủ sức đương đầu với chúng ở Điện Biên Phủ. C. Điện Biên Phủ có tầm quan trọng đối với miền Bắc Đông Dương. D. Quân dân ta có điều kiện đánh thắng địch ở Điện Biên Phủ. Phân tích 4 thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng trong kế hoạch Nava, Pháp tập trung lực lượng ở đồng bằng Bắc Bộ là chủ yếu, lên đến 44 trong 84 tiểu đoàn trên toàn Đông Dương. Trong giai đoạn 2 của kế hoạch Nava, chuyển lực lượng ra đồng bằng Bắc Bộ, cố giành thắng lợi quân sự quyết định, kết thúc chiến tranh trong danh dự. Điện Biên Phủ nằm ngoài kế hoạch dự định trước của Nava. Vì vậy, các em chọn đáp án B. Chúng ta qua câu 52. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được chia thành A. 49 cứ điểm 3 phân khu, B. 49 cứ điểm 3 phân khu, C. 50 cứ điểm 3 phân khu, D. 55 cứ điểm 3 phân khu. Phân tích 4 thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được chia thành 49 cứ điểm và 3 phân khu. Vì vậy, các em chọn đáp án B. Chúng ta qua câu 53. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra trong bao nhiêu ngày? A. 55 ngày đêm. B. 56 ngày đêm. C. 54 ngày đêm. D. 45 ngày đêm. Phân tích 4 thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra trong 56 ngày đêm từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954. Vì vậy, các em chọn đáp án B. Chúng ta qua câu 54. Nơi nào diễn ra trận chiến đấu giằng co và ác liệt nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ? A. Đồi Độc Lập. B. Đồi Him Lam. C. Đồi A1. D. Sở chỉ huy The Cattery. 4 thông tin đưa ra cho chúng ta phân tích và chọn lựa thì chúng ta thấy rằng đồi A1 là nơi diễn ra trận đánh. Vì vậy, các em chọn đáp án C, đồi A1. Chúng ta qua câu 55. Kết quả lớn nhất của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân Việt Nam là A. Làm thất bại hoàn toàn âm mưu kéo dài chiến tranh của Pháp-Mỹ. B. Tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên địch, hạ 62 máy bay, thu nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại khác của Pháp và Mỹ. C. Giải phóng 4.000 km đất đai và 40 vạn dân. D. Đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta. Kết quả lớn nhất của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân Việt Nam là đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao. Vì vậy, các em chọn đáp án D. Chúng ta qua câu 56. Theo Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương, Việt Nam sẽ thống nhất bằng con đường A. Trưng cầu dân ý hai miền Nam Bắc. B. Tổng tuyển cử tự do trong cả nước. C. Trưng cầu dân ý của nhân dân Bắc Bộ. D. Trưng cầu dân ý của nhân dân Nam Bộ. Phân tích 4 thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng theo Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương, Việt Nam sẽ thống nhất bằng con đường tổng tuyển cử tự do trong cả nước dưới sự kiểm soát và giám sát của một ủy ban quốc tế. Vì vậy, các em chọn đáp án B. Chúng ta qua câu 57. Tổng chỉ huy quân đội Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là A. Võ Nguyên Giáp. B. Nguyễn Tuân. C. Hồ Chí Minh. D. Trường Chinh.
Phân tích bốn thông tin đưa ra để cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng Tổng Chỉ huy Quân đội Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vì vậy các em chọn đáp án A. Chúng ta qua câu 58. Hội nghị Geneva bàn về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương họp từ ngày A. 26 tháng 4 năm 1954, B. 21 tháng 7 năm 1954, D. ngày 8 tháng 5 năm 1954. Bốn thông tin đưa ra cho chúng ta phân tích và chọn lựa thì chúng ta thấy rằng Hội nghị Geneva bàn về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương họp từ ngày 8 tháng 5 năm 1954, một ngày sau chiến thắng Điện Biên Phủ của quân dân Việt Nam. Như vậy, các em chọn đáp án D, 8 tháng 5 1954. Chúng ta qua câu 59. Hội nghị Geneva năm 1954 khai mạc theo quyết định của Hội nghị Ngoại trưởng bốn nước A. Mỹ, Anh, Pháp, Đức, B. Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, C. Pháp, Việt Nam, Lào, Campuchia, D. Liên Xô, Mỹ, Pháp, Việt Nam. Bốn thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng Hội nghị Geneva năm 1954 khai mạc theo quyết định của Hội nghị Ngoại trưởng bốn nước gồm Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp. Vì vậy, các em chọn đáp án B, Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp. Chúng ta qua câu 60. Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận A. Quyền hưởng độc lập tự do của nhân dân các nước Đông Dương, B. Các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương, C. Quyền tổ chức tổng tuyển cử tự do của nhân dân Đông Dương, D. Quyền chuyển quân tập kết theo giới tuyến quân sự tạm thời. Phân tích bốn thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương là một văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương. Đó là quyền độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Vì vậy các em chọn đáp án B. Chúng ta qua câu 61. Bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954 được vận dụng trong xây dựng đất nước hiện nay là A. Kết hợp đấu tranh quân sự, kết hợp với đấu tranh ngoại giao, B. Đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của nhân dân, C. Tận dụng thời cơ, chớp thời cơ cách mạng kịp thời, D. Kiên quyết, khéo léo trong đấu tranh quân sự. Bốn thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng bài học kinh nghiệm rút ra được từ thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954 được vận dụng trong xây dựng đất nước hiện nay đó là đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của nhân dân. Vì vậy các em chọn đáp án B. Chúng ta qua câu 62. Nguyên tắc quan trọng nhất của Việt Nam khi ký kết Hiệp định Sơ bộ 6 tháng 3 năm 1946 và Hiệp định Geneva năm 1954 là A. Đảm bảo vai trò lãnh đạo của đảng, B. Đảm bảo giành thắng lợi từng bước, C. Không vi phạm chủ quyền dân tộc, D. Phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù. Phân tích bốn thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng nguyên tắc quan trọng nhất của Việt Nam khi ký kết Hiệp định Sơ bộ 6 tháng 3 năm 1946 và Hiệp định Geneva về Đông Dương 21 tháng 7 năm 1954 không vi phạm chủ quyền dân tộc. Vì vậy, các em chọn đáp án C. Chúng ta qua câu 63. Nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954 của nhân dân Việt Nam là A. Sự lãnh đạo của đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, B. Sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc và các nước sau chủ nghĩa, D. Tinh thần yêu nước và đoàn kết của nhân dân ta, D. Thắng lợi của quân đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát xít. Phân tích bốn thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954 là sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc và các nước sau chủ nghĩa. Các em chọn đáp án B. Chúng ta qua câu 64. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954,
của nhân dân Việt Nam. Chiến thắng nào của ta được ghi nhận là cái mốc bằng vàng, nơi ghi dấu chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc. Các em chọn đáp án C, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Chúng ta qua câu 65. Tháng 9 năm 1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra chủ trương tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm A. Làm thất bại kế hoạch tập trung binh lực của thực dân Pháp, B. Giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào, C. Tiêu diệt toàn bộ lực lượng quân chủ lực của thực dân Pháp, D. Phân tích 4 thông tin đưa ra cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta thấy rằng tháng 9 năm 1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra chủ trương tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu. Kết quả là ta khiến cho quân chủ lực Pháp bị phân tán ở nhiều nơi. Đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Luân Pha Băng, Mường Xài, Pleiku. Vì vậy các em chọn đáp án A. Chúng ta qua câu 66. Năm 1953, thực dân Pháp đề ra kế hoạch Nava nhằm kết thúc chiến tranh trong A. 12 tháng, B. 16 tháng, C. 18 tháng, D. 20 tháng. 4 thông tin đưa ra cho chúng ta xem xét và chọn lựa thì chúng ta thấy rằng năm 1953, thực dân Pháp đề ra kế hoạch Nava với hy vọng trong vòng 18 tháng sẽ giành lấy một thắng lợi quyết định để kết thúc chiến tranh trong danh dự. Vì vậy, các em chọn đáp án C, 18 tháng. Như vậy là sau gần 1 giờ, cô đã hướng dẫn các em làm 66 câu bài tập của bài 20. Bây giờ, cô tạm dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo sau. Nếu các em thấy video của cô có bổ trợ cho các em trong quá trình ôn luyện, thì các em đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để tiếp tục nhận những video mới nhất các em nhé. Chào các em!